Xem điện thoại nhưng mà không có thời gian rửa bát đi ạ. Đây này, em nói coi sai đâu mọi người ơi. Đang đun nước. Đây là gương mặt tiêu biểu trong làng nội chợ đây. Đấy. Chồng bộ rửa cái. Đấy, thấy chưa? Chồng bảo lại còn bảo chồng đi rửa nữa thì còn nói chuyện cái gì. Không biết vợ kiểu này là vợ kiểu gì luôn. Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của em Hoàn nha. Đấy, như mọi người thấy đang ở trước mặt mọi người đây là căn bếp của nhà em Hoàn nha. Như mà mọi người thấy là hôm nay là nó rất đặc biệt mọi người ạ. Đây, như mọi người thấy đây. Bát đũa ăn xong rồi vẫn còn để đây nha mọi người nha. Đấy. Từ bây giờ là 8 9 giờ sáng rồi mà cái bát đũa này là từ trưa hôm qua nha mọi người nha. Đấy. Ăn xong là không thu dọn ra mà cứ chất đống vào đây nha, chẳng nhẽ em lại phải ra tay để làm những cái việc này à mọi người. Đấy, có ai khổ như em không? Lấy vợ ăn xong là bát đũa cứ để dồn vào một đống, ăn hết bát rồi mới rửa đây. Em nói đi nói lại rất nhiều lần rồi nhưng mà vẫn tính nào tật đấy mọi người ạ. Đây này, đấy. Để bánh như các thứ cắt ra đây để từ hôm qua đến giờ cho ruồi bọ nó bầu đây mọi người đây. Xong hoa quả như các thứ cũng ăn xong xong là để luôn ở đây mọi người ạ. Đấy. Em cũng không biết phải nói thế nào với vợ em bây giờ nữa mọi người ạ. Nói đi nói lại nhiều thì tự ái. Như mọi người thấy video trước cái đấy thì nói một câu lại cãi một câu. Đấy, phải nhầm vợ khó lắm mọi người ạ. Em bảo rồi, ở nhà mẹ thì như thế nào cũng được. Nhưng mà sau khi lấy chồng rồi phải theo phong tục của nhà chồng chứ không thể sống theo như lúc ở nhà mẹ đẻ được. Nói đi nói lại mãi cũng không được mọi người ạ. Mọi người hãy cho em một lời khuyên và ý kiến xem bây giờ phải nên làm như thế nào mọi người. Đấy. Đây luôn. Em không hề nói điêu luôn. Bát đũa này là ăn từ trưa hôm qua đến giờ luôn. Đấy. Đây này, ăn xong là bày mỗi chỗ vứt một cái này. Có ai có giống nỗi khổ như em không ạ? Xong ở trong đây lại cũng còn có bát đũa ăn thừa cũng không cất gọn vào này mọi người này. Cũng không đậy vào để cho ruồi muỗi xong rồi chuột với các thứ nó ăn này. Đấy. Còn cái nồi gì đây nữa em cũng không biết luôn. Nồi lá cây. Đấy. Đây này. Đây mọi người thấy lấy vợ kiểu này có thấy vất vả không? Đấy. Quần áo các thứ là cũng không gấp gọn vào luôn, cứ vứt một đống vào với nhau mọi người ạ. Đây này. Đấy. Như kiểu một bãi rác luôn. Sau mấy ngày không về nhà mà nhìn cái nhà chẳng khác gì cái bãi rác mọi người ạ. Đây này. Chăn chiếu ngủ xong thì ngủ dậy xong thì cũng không 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 ấy luôn, không gấp vào luôn. Quá chán luôn mọi người ạ. Cạn lời với vợ em rồi, nói không được nữa rồi. Đấy. Lấy nhầm mày vợ cái nên là khổ cả cuộc đời mọi người ạ. Đây này, quần áo. Mỗi chỗ vứt một nơi. Chắc em thấy em là có khi em là người khổ nhất mọi người ạ. Mọi người nha, em quay về cô vợ đảm đang của em đây nha. Đấy. Có thời gian xem điện thoại nhưng mà không có thời gian rửa bát đây ạ. Đây này, em nói coi sai đâu mọi người ơi. Đang đun nước. Đây là gương mặt tiêu biểu trong làng nội chợ đây. Đấy. Chồng bộ rửa cái. Đấy, thấy chưa? Chồng bảo lại còn bảo chồng đi rửa nữa thì còn nói chuyện cái gì. Không biết vợ kiểu này là vợ kiểu gì luôn. Cái này chắc là cũng phải trả về nơi sản xuất thôi mọi người ạ. Đây.
đun ấm nước thì vẫn đi rửa được bát, chứ cứ phải ngồi xem điện thoại trong này đun xong nước này mới đi rửa. Không có gì rét cả. Đi rửa đi. Trời này không rét đâu. Trời rửa không rét. Mùa này không rét, mùa nóng rồi, nên là không cần nước nóng. Không phải lý do. Không phải lý do, đi rửa bát. Không tia bát là bay hết trà vườn nhá. Bay luôn. Bốc. Lá chuối đầy. Chưa là chó ăn bốc. Nói không phải cười. Đây nha mọi người nha. Bát đũa ăn xong từ hôm qua rồi, hôm nay mới rửa đây này mọi người này. Được cô vợ quá đảm đang này. Đấy. Quay mặt đây cho mọi người nhìn thấy nào. Đây. Mọi người đây. Đấy. Ta bảo rồi, ăn xong rồi rửa luôn đi cho nó sạch sẽ để nó khô ráo bát thì ăn nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà không làm đâu, cứ toàn để từ hôm trước đến hôm sau mới rửa mọi người ạ. Đây này. Đấy. Lấy nhầm vợ khổ quá các bác ạ. Có khi phải là thay mái mới rồi. Đấy. Nói câu nào cãi câu đấy, nói chưa xong đã cãi xong rồi mọi người ạ. Mọi người phát biểu ý kiến xem là nên xử lý như thế nào mọi người ạ. Chứ em là em thê vất vả khổ lắm rồi. Đây này, đấy. Cứ lẩm bẩm cãi không biết là nói cái gì đây. Cái này có khi là cho về nơi sản xuất nhanh còn kịp ấy. Đàn bà thời nay chắc là thế mọi người ạ. Bây giờ rửa xong cho là tí nữa lại ăn luôn nên là bát ướt không khô được. Nói không nghe đâu. Lúc nào cũng cho là mình đúng.